Phạm được sinh ra vào một ngày đẹp trời tháng 4 năm 1926 tại Castres, vùng đất yên bình ở miền Tây Nam nước Pháp. Cảnh quan thiên nhiên rộng lớn và tươi đẹp tại đây đã nuôi dưỡng và nhen nhóm trong ông một niềm đam mê mãnh liệt với thực vật học. Năm 25 tuổi, khi đang là một dược sĩ, Pierre Fabre đã mua lại một hiệu thuốc ở quảng trường tại thành phố quê hương ông. Tại đây, ông bắt đầu công việc phát thuốc và dành phần lớn thời gian còn lại cho việc nghiên cứu và điều chế các loại thuốc của riêng mình trong phòng thí nghiệm. Với tất cả tâm huyết, vào năm 1958, ông đã điều chế thành công Cycloba, một loại thuốc điều trị dạng tĩnh mạch với hoạt chất được chiết xuất từ rễ cây đậu trội. Động lực từ thành công ban đầu và tinh thần kinh doanh thiên phú, Pierre Fabre thành lập công ty của riêng mình vào năm 1962. Phòng thí nghiệm của ông lúc đó có 8 nhân viên cùng làm công việc nghiên cứu và sản xuất. Từng chút một, các loại thuốc kê đơn mới được thêm vào danh mục đầu tư của công ty. Vào giữa những năm 1970, Pierre Fabre quyết tâm mang lại hơi thở mới cho quê hương mình bằng cách đặt nhà máy đầu tiên tại Suresnes. Mỗi ngày, ông lái xe liên tục trên quãng đường dài 15 km giữa công ty và nhà máy để đảm bảo theo sát từng hoạt động và dành thời gian nhiều hơn cho các đội nhóm của mình. Niềm đam mê nghiên cứu thực vật dường như luôn chảy trong Pierre Fabre. Không ngừng nghỉ, ông tìm tòi giống cây trồng phù hợp, cải tiến cách trồng, xây dựng cơ sở chiết xuất và xây dựng phòng thí nghiệm. Đặc biệt, ông còn nghiên cứu các đặc tính bí ẩn của dòng nước từ nguồn suối Aven, nguồn nước đã được biết đến có thể giúp điều trị các bệnh về da từ năm 1736. Sự giao thoa giữa thiên nhiên và khoa học đã giúp tập đoàn phát triển thuốc điều trị ung thư. Vào năm 1982, thuốc điều trị ung thư đầu tiên của công ty ra đời chính là Navelbin, với hoạt chất được chiết xuất từ hoa dừa cạn Madagascar. Từ đó đến nay, hầu hết các sản phẩm do Pierre Fabre sản xuất đều chứa hoạt chất có nguồn gốc từ thiên nhiên.
châu Phi, Pierre Fabre đã chứng kiến sự thiếu thốn và bất cập trong chăm sóc y tế, đặc biệt là nạn thuốc giả tràn lan. Từ đó, ông đặt ra cho mình một thách thức mới cũng như sứ mệnh mới, chính là cải thiện khả năng tiếp cận dược phẩm chất lượng và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho các khu vực còn khó khăn. Đây cũng chính là kim chỉ nam hoạt động của quỹ Pierre Fabre. Pierre Fabre Foundation được chính phủ Pháp công nhận là quỹ công ích vào năm 1999. Lịch sử về thành công và phát minh của Pierre Fabre không phải là một khoảnh khắc mà là kết tinh từ tầm nhìn vĩ đại của một người đàn ông với cách nhìn về thế giới rất khác biệt, luôn hướng về thiên nhiên và không ngừng tìm tòi những hoạt chất có thể cải thiện cuộc sống cho hàng triệu người. Cũng chính sự khác biệt đó đã khởi nguồn cho một lĩnh vực dược mỹ phẩm. Pierre Fabre đưa dịch vụ chăm sóc sắc đẹp vào nhà thuốc. Từ đây, sự kết hợp chưa từng có giữa các chuyên gia y tế và mỹ phẩm xuất hiện, giúp việc chăm sóc da, tóc đạt đến tiêu chuẩn cao nhất. Và mỗi sản phẩm dược mỹ phẩm từ Pierre Fabre đều có câu chuyện riêng của mình. Du lịch và các mối quan hệ đã thúc đẩy sự mở rộng Pierre Fabre trên toàn cầu. Quá trình phát triển của tập đoàn bắt đầu ở Barcelona vào năm 1969. Đến những năm 1980, Pierre Fabre chuyển hướng sang đất nước mặt trời mọc. Cuộc gặp gỡ với Yoshiharu Fukuhara, cháu trai của người sáng lập thương hiệu Shiseido, đã đánh dấu bước khởi đầu của sự hợp tác hiệu quả. Cả hai người đàn ông đều có chung tầm nhìn kinh doanh và đam mê nghệ thuật. Tại Nhật Bản, thương hiệu Othermal Laven ngày càng phát triển, cải thiện làn da và chinh phục trái tim của hàng triệu phụ nữ Nhật. Bốn mươi năm sau, châu Á đã trở thành thị trường đứng đầu về mức tăng trưởng quốc tế của tập đoàn. 95% công suất của các nhà máy ở vùng Loiret và khu Tây Nam của Pháp đều tập trung cho châu Á. Tháng 11 năm 2021, tạp chí Forbes công bố danh sách các công ty tốt nhất thế giới hàng năm. Pierre Fabre danh giá được xếp hạng cao trong danh sách này, từ đó đã chứng minh danh tiếng cũng như sự gắn bó của nhân viên với tập đoàn. Từ Úc đến Brazil, từ Ba Lan cho đến Mỹ, mỗi khi chúng tôi xuất hiện tại các quốc gia hay châu lục mới đều mang theo mình tinh hoa nước Pháp. Với hơn 20 năm gắn bó tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng nhân viên y tế trong ngành chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hành trình của chúng tôi đã đánh dấu thêm một cột mốc mới khi vào đầu năm 2022, chúng tôi chuyển mình với việc thành lập công ty, tái cấu trúc đội ngũ nhân viên để thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh chăm sóc cộng đồng.
Hành trình 60 năm Pierre Fabre lấy bệnh nhân làm trung tâm, từ tầm nhìn đến hành động. 60 ans au service des patients, de la vision à l'action.